Quan chức ngã ngựa, những bất động sản triệu đô bị phanh phui. Quý vị thân mến, tham nhũng từ lâu đã trở thành một vấn nạn nhức nhối đối với bất kỳ quốc gia nào. Tham nhũng là kẻ thù ngầm phá hoại nền kinh tế, đe dọa sự phát triển của xã hội, làm suy giảm uy tín quốc gia và thậm chí còn đe dọa đến sự bền vững của chế độ chính trị. Theo một nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới WKB, mỗi năm trên toàn cầu có tới 1.000 tỷ đô la Mỹ bị thất thoát do tham nhũng dưới hình thức hối lộ. Trong chiến dịch đốt lò của Việt Nam, nhiều quan chức tham nhũng đã bị xử lý nghiêm minh, làm lộ ra những khối tài sản khổng lồ mà họ tích lũy được. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những khối tài sản kếch xù từng bị phanh vui trong giới quan chức, từ đó thấy rõ hơn tác động của nạn tham nhũng đối với xã hội và công cuộc chống tham nhũng kiên quyết của đất nước. 1. Tài sản khủng của cựu bí thư Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh và các lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Dưới vỏ bọc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Thuyền, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, trên phần diện tích rộng 3,77 ha. Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, đã chỉ đạo cán bộ nhân viên của công ty đưa máy móc thiết bị để tổ chức khai thác trẻ phép hàng triệu tấn quặng apatit. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố hai tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên. Từ đây, khối tài sản kếch xù của cựu bí thư Lào Cai mới được đưa ra ánh sáng. Trong quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai còn xác định nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh có liên quan tới 7 lô đất có giá trị lớn ở thành phố Lào Cai. Dưới đây là thông tin về dự án khai thác khoáng sản khiến loạt lãnh đạo Lào Cai vướng vào lao lý và các bất động sản liên quan đến ông Nguyễn Văn Vịnh. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11 tháng 4 năm 2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, thời điểm đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ký văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng Apatit trong phạm vi 3,77 ha, giao công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. Trong quá trình cải tạo mặt bằng, nếu khối lượng sang gạt có kèm theo khoáng sản, thì cho phép công ty Apatit Việt Nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định. Căn cứ văn bản 839 trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, chỉ sau đó một ngày, ngày 12 tháng 4 năm 2012, công ty Apatit Việt Nam và công ty Lilama đã bắt tay nhau ký hợp đồng kinh tế, nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,777 ha. Đến ngày 2 tháng 8 năm 2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, tiếp tục văn bản 2160 với nội dung đồng ý chủ trương cho công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích 3,77 ha tại khai trường 18 xã Đồng Tuyển cho công ty Lilama để lập dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu còn khoáng sản, công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định hiện hành. Sau một thời gian điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan đến 7 thửa đất. Thửa đất đầu tiên có diện tích khoảng 100 m² tại phường Cốc Lếu. Thửa đất này được cấp theo quyết định số 504 QĐ-QHXG ngày 9 tháng 6 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Văn Vịnh còn nhận tặng từ ông NVT 3 thửa đất ở đô thị ở bờ kè bờ khấu sông Hồng, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Các thửa đất có diện tích lần lượt gồm 117,7 m², 118,5 m² và 127 m². Khu biệt thự tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Kim Tân với hai mặt tiền, một mặt giáp đường An Dương Vương, mặt còn lại có phố soi tiền đi qua, được nhiều người dân tại đây vì nhiều mảnh đất mang giá trị kim cương
có giá trị hàng tỷ đồng. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nếu trên cho hai người là ông NQM ở thành phố Lào Cai và bà NQT ở thành phố Hà Nội. Ngoài ra, nguyên bí thư Lào Cai còn nhận 2 lô biệt thự liền kề tại khu vực phố Phú Thịnh có diện tích 240m² mỗi lô. Hai lô đất này nhận từ công ty đầu tư xây dựng các công trình chuyển nhượng. Sau khi nhận 2 lô đất kể trên, ngày 2 tháng 6 năm 2020, ông Nguyễn Văn Vịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông LVS, trú thành phố Lào Cai. Một lô đất khác tại đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai cũng được cho là liên quan đến nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh. Hiện mảnh đất này đang được sử dụng kinh doanh cà phê và nuôi thả cá koi. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Vịnh bị kê khai khối tài sản là 7 bất động sản, giá trị vài chục tỷ đồng. Thì các lãnh đạo tỉnh Lào Cai bị bắt trong vụ án này cũng sở hữu khối bất động sản không kém. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai kê biến của bị can Lê Ngọc Hưng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, gồm 263,1m² tại tổ 24, phố Bắc Cường, thành phố Lào Cai, căn hộ chung cư số 1006, 100,7m², tòa CT2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, căn hộ chung cư số 2411, 97,5m², trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngoài bất động sản, cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài sản là tiền của bị can Lê Ngọc Hưng gồm 500 triệu đồng trong tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái và tranh 1,3 tỷ đồng gồm tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tương tự đối với bị can Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, cơ quan điều tra cũng kê biến gồm đất và nhà xây trên đất, diện tích 179,9 đất ở tại đô thị tại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Đất và nhà xây trên đất, diện tích 560,5m² tại đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Đây là nhà ở nhà biệt thự có diện tích xây dựng 248,7, diện tích sàn 794,2m². Tài sản kê biến của bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, là đất và nhà xây trên đất, diện tích 100m² tại đường Hoàng Liên, tổ 24, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Diện tích xây dựng 100m², diện tích sàn 300m² đối với bị can Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương Lào Cai, là đất và nhà xây trên đất diện tích 222,2m². Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị tại thành phố Hoàng Lan, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Nhà ở, loại nhà ở biệt thự song lập diện tích xây dựng 96,6m², diện tích sàn 305m². 2. Tài sản khủng của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Năm 2014, dư luận xôn xao Trần Văn Truyền nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ sở hữu khối tài sản cực kỳ khủng. Cụ thể, báo Người Cao Tuổi đưa tin về việc ông Trần Văn Truyền sở khấu một khối tài sản khổng lồ cùng rất nhiều biệt thự khủng đã gây xôn xao dư luận, Trước thông tin này, ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã lên tiếng phủ nhận. Theo thông tin trên báo Người Cao Tuổi, ngoài một số biệt thự, lô đất sở khấu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một dự án gia đình trên lô đất khoảng 30.000m², 3 hectare, tại Rạn Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt sinh hoàn trang và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ. Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt, không dùng đến một cái đinh sắt nào. Ngoài ra, tin tức từ một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ và cán bộ ở Bến Tre cũng cho hay. Ông Truyền có 3 cơ ngơi ở thành phố Hồ Chí Minh, một ở phường Thảo Điền, quận 2, một ngôi nhà ở quận 5 và một bất động sản ở khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lý sử dụng. Và đặc biệt, đến chiếc giường ngủ của vợ chồng ông cũng còn giá trị cả tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Truyền còn có một căn biệt thự trước đây. Tỉnh ủy Bến Tre cất cho ông lúc còn làm bí thư tỉnh ủy ở trung tâm phường 1, thành phố Bến Tre. Căn biệt thự rộng 300m²,
vốn là trụ sở Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, bị đập đi đến xây biệt thự cho ông Truyền, nay cho doanh nghiệp tư nhân thuê. Cũng theo báo Người cao tuổi, một tài sản khác tuy không phải là khủng, nhưng cũng là niềm mơ ước của nhiều người dân. Đó là một ngôi nhà cấp 4, đất rộng 200m2 trước cổng chùa Bạch Vân, phường 5, thành phố Bến Tre, mà gia đình ông Truyền vẫn đang cho thuê. Như vậy, nếu những gì từ báo Người cao tuổi phản ánh là đúng sự thật, thì khối tài sản nổi của ông Truyền đếm sơ sơ cũng lên tới 6 cái bất động sản. 3 nhà đất ở Bến Tre và 3 nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 2 tài sản khủng là căn biệt thự rộng 30.000m2 ở Sơn Đông và một bất động sản ở khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng. Riêng một nhà đất tại khu Phú Mỹ Hưng cũng lên tới 3-4 triệu đô la Mỹ, thì tổng số của nổi của ông Truyền phải chục triệu đô la Mỹ là ít. Những thông tin đưa ra khiến dư luận bất ngờ và xôn xao về khối tài sản không tưởng của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. 3. Tài sản khủng của cựu Chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà. Ông Phạm Hồng Hà xuất thân từ dân xây dựng. Ông Hà từng kinh qua nhiều vị trí để lên đến trước Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Tháng 6 năm 2014, ông Phạm Hồng Hà chính thức được bầu lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Và cũng từ đây, ông kiêm luôn chức trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Ông Phạm Hồng Hà được biết đến là một vị chủ tịch thành phố quyết đoán, ăn to nói lớn và luôn tạo cho mình một hình ảnh lạnh lùng, khó gần. Trong quãng thời gian ông tại vị, thành phố Hạ Long đã có nhiều đổi thay, nhiều công trình gắn liền với tên tuổi của ông, như dự án hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở phường Bạch Đằng, đường bao biển đẹp nhất Việt Nam, đường quốc lộ 10 làn, cột đồng hồ và hàng loạt công trình mở rộng đường xá. Xét về công trạng, người dân Hạ Long vẫn coi ông Hà là một người dám nghĩ, dám làm và là người ăn được, nói được, làm được. Thời kỳ ông làm chủ tịch, lãnh đạo thành phố từ các trưởng phó ban trở nên nhất tâm đồng thuận và uy quyền của ông luôn được đặt lên trên hết. Vừa hạ cánh cho đến 2 năm, ông Phạm Hồng Hà bị khởi tố hình sự. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết tin ông được cho là bị bắt bởi những sai phạm liên quan tới vị trí trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, chứ không phải ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Lực lượng công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông Hà tại số 338 đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Sau đó, nhiều tài liệu từ nhà ông Hà được lực lượng chức năng niêm phong và mang lên ô tô để chở đi. Và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà cũng được đưa lên ô tô biển xanh rời khỏi nhà riêng. Từ đây, khối tài sản kếch xù của ông bắt đầu được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Đầu tiên là căn nhà số 338 đường bao biển Trần Quốc Nghiễn của ông Phạm Hồng Hà, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất thành phố. Trước mặt là di sản Vịnh Hạ Long, bên phải là quảng trường thành phố, cung cá heo, bảo tàng, thư viện. Bên trái là công viên đi bộ bãi tắm Hòn Gai. Theo giới chuyên gia đầu tư bất động sản nhận định, chỉ tính riêng tiền đất, căn nhà của ông Hà đã có giá trị trên 140 tỷ đồng vào thời điểm năm 2022. Đất tại khu vực trên có giá 350 triệu đồng một mét vuông nhân với tổng diện tích trên dưới 400 mét vuông. Chuyển tính đến giá trị của hệ thống cây cảnh có giá lên đến vài chục tỷ đồng, và những vật phẩm đắt tiền được trưng bày bên trong ngôi nhà. Chỉ cần đếm sơ qua mấy cây tùng bonsai được đặt trước nhà ông Hà, giới chơi cây cảnh phải ngả nón cúi chào bởi giá trị khủng của nó. Tính thêm hàng đoạn cây quý hiếm được trưng bày từ ngoài cổng đến các lối đi và ban công các tầng thì giá trị cũng ngang với số tiền xây căn biệt thự. Ông N, một người có kinh nghiệm trên cây cảnh ở thành phố Hạ Long, nhận định: ngoài nhà to, cây khủng, lực lượng chức năng còn tạm niêm phong thu giữ 4 chiếc xe hạng sang tại nhà ông Phạm Hồng Hà, gồm một chiếc SUV nhãn hiệu Lexus LX 570 con, giá mua mới ở thời điểm hiện tại khoảng từ 10 tỷ đồng tùy phiên bản. Một chiếc Lexus ES 250 giá mua từ 3,06 tỷ đồng. Một chiếc SUV hiệu VinFast Look SR 2.0 giá 1,8 tỷ đồng. Một chiếc Mazda E300 giá mua mới từ gần 2,9 tỷ đồng. Điều đặc biệt, theo cơ quan đăng kiểm, 3 trong số 4 chiếc xế hộp hạng sang mà cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ khi thực hiện lệnh khám xét căn biệt thự của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Phạm Hồng Hà,
đều đứng tên công ty và cá nhân khác. Chỉ duy nhất một chiếc có giá trị rẻ nhất là chiếc VinFast Look SA2.0, bản cao cấp, biển kiểm soát 14A562XX, con giá khoảng 1,8 tỷ đồng, là mang tên ông Phạm Hồng Hà, với địa chỉ Tổ 3, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi trong khối tài sản mà cựu chủ tịch thành phố Hạ Long sở khẩu mà đã khủng như vậy, thì phân chìm chắc chắn còn phải nhiều hơn nữa. 4. Tài sản của nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo. Vụ việc nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam ly hôn cũng đã gây xôn xao dư luận. Không phải bởi chuyện ly hôn, mà là chuyện khối tài sản chung được tranh chấp cực kỳ lớn. Nhiều bất động sản nằm tại các tuyến đường có giá trị cao tại thành phố Đà Nẵng được nêu tên trong vụ xử ly hôn của ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam và vợ. Vụ việc được Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thụ lý. Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có quyết định số 56-2024-QĐ-XXT-HNZZ đưa vụ việc hôn nhân gia đình với tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, nợ chung ra xét xử. Thời gian mở phiên tòa dự kiến vào 8 giờ 30 ngày 8 tháng 5/2024 tại Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, số 363 đường Cách mạng tháng 8, Đà Nẵng. Nguyên đơn trong vụ án là bà Nguyễn Thị Khổng Thủy, sinh năm 1985, và bị đơn là ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985. Cả hai cùng trú tại địa chỉ số 479 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng. Ngoài vấn đề nuôi con chung, nợ chung, vụ án sẽ giải quyết việc phân chia tài sản chung với một loạt bất động sản có giá trị ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong vụ án, nguyên đơn yêu cầu chia đôi tài sản chung. Trong đó, bà Thủy yêu cầu nhận hiện vật là ngôi nhà tại 419-421 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng và phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Minh Đăng. Ông Lê Phước Hoài Bảo nhận các hiện vật là quyền sử dụng các thửa đất còn lại và có trách nhiệm trả lại phần dư cho bà Thủy. Tài sản được bà Thủy yêu cầu nhận hiện vật là ngôi nhà tọa lạc tại địa chỉ 419-421 đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng, có diện tích đất 250m². Ngoài ra, các tài sản khác là quyền sử dụng thửa đất số 21, rộng 150,2m² tại lô A5, khu B31. Quyền sử dụng đất thửa đất số 22, rộng 150 tại lô A4, khu B31, đều thuộc khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2 tháng 9. Quyền sử dụng đất thửa 251, rộng 120m² tại khu tái định cư phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Quyền sử dụng đất thửa 148, rộng 90m² tại lô 36, khu B22, khu đô thị mới Nam Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Quyền sử dụng đất thửa 02B24, rộng 288,75m² tại khu tái định cư ven biển Duy Hải, thôn Tây Sơn Đông, sản Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Quyền sử dụng đất thửa 849, rộng 400m² tại khu tái định cư Hồ Đồng Tiễn, sản Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Quyền sử dụng đất thửa C1304, rộng 319m² tại khu đô thị số 3, phường Điện Ngọc, thành phố Điện Bàn, Quảng Nam. Trong khi đó, bị đơn là ông Lê Phước Hoài Bảo yêu cầu được nhận tài sản chung theo tỷ lệ 8 phần. Bà Thủy được nhận 2 phần trong khối tài sản chung. Ông Lê Phước Hoài Bảo từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Tháng 7 năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Bảo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng thu hồi quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo do có sai phạm. Trước khi bị rút quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Phước Hoài Bảo cũng bị Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam có quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trong đó, ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài. Khối tài sản này quá lớn đến mức nhiều người có vẻ nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin này. Quý vị thân mến, trên đây là những khối tài sản cách xù của quan chức Việt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.